Bạch Công Khanh nhớ mãi nụ hôn cháy bỏng lần đầu tiên với Nam Em. Vào vai vợ chồng sắp cưới trong phim Nhà Không Bán, Nam Em và Bạch Công Khanh đã có nhiều cảnh tình cảm. Trên phim trường, hai diễn viên tương tác ăn ý và ngày càng trở nên thân thiết. Đặc biệt, nụ hôn lần đầu tiên Bạch Công Khanh trao cho Nam Em. Nhân vật của Nam Em và Bạch Công Khanh trong phim Nhà Không Bán sống ở giai đoạn năm 1950, nên đoàn phim đã chọn trang phục kiểu cổ điển lịch lãm, quần áo có màu sắc tương đồng để nhấn mạnh tình cảm mặn nồng của hai nhân vật, tạo hình đẹp đôi của hai diễn viên, mang đến nhiều phút giây ngọt ngào, đậm chất ngôn tình. Chuyện tình của cặp trai tài gái sắc Huy Trinh là khoảnh khắc thơ mộng nhất trong phim. Vì lần đầu hợp tác mà phải đóng các phân cảnh nhiều tình cảm, nên Bạch Công Khanh và Nam Em đã chủ động trao đổi trước cảnh quay. Trên phim trường, nữ diễn viên thoải mái trò chuyện trên trêu bạn diễn để rút ngắn khoảng cách ngượng ngùng vì lần đầu làm việc. Người đẹp đa tài tâm sự. Cô không muốn đón nhận một ai nên cảm thấy khó khăn khi vào vai một cô gái si tình. Bạch Công Khanh cho biết, Nam Em là một trải nghiệm hoàn toàn mới với tôi. Cô gái này dùng hết cảm xúc chân thật nhất để diễn tả nhân vật. Tôi không cho rằng Nam Em là diễn viên đơn thuần, mà đó là một người giàu trạng thái, vận dụng những điều này trong diễn xuất. Bạch Công Khanh tiết lộ, bạn diễn của mình khác xa với những hình dung ban đầu. Nam Em là cô gái dễ thương, hòa đồng, hài hước với tất cả mọi người trong đoàn phim. Cô là người diễn viên nhiều năng lượng, nhưng thể chất hơi yếu và dễ bị mệt khi đóng các cảnh cao trào. Dù vậy, Nam Em vẫn nỗ lực làm theo yêu cầu, chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Hoàng Tấn Cương. Trong các cảnh quay khó, đòi hỏi diễn viên phải có sức khỏe tốt như bị kéo lê trên sàn, nhảy giếng, giằng co. Tuy Bạch Công Khanh từng đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ nhưng luôn bất ngờ trong từng cảnh quay của Nam Em. Có lần cô đã chủ động xin quay lại cảnh hôn của cặp đôi vì cảm thấy chưa đủ cho nhân vật. Chỉ vì muốn có thể đạt đến độ chín muồi của nhân vật Trinh là giọt nước mắt chia tay người yêu, nên cô không ngại đề nghị quay thêm trong lúc mọi người định chuyển nước mai khác, quay máy khác. Trước đó, cô Trinh Nam Em có chút bất ngờ với nụ hôn bạo liệt của cậu Huy Bạch Công Khanh dành cho mình. Nam Em hứng nhận khi nhận vai. Cô không biết Bạch Công Khanh là ai, phải lên mạng tìm hiểu về bạn diễn. Khi chạm mặt ở phim trường, từng nghĩ không thể đóng cảnh tình cảm được. Nhưng sau khi cả hai diễn xuất xong cảnh hôn trên phim, mọi người đều xúc động vì một tình yêu đẹp giữa cậu Huy và Trinh trong phim. Trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.